xem coi. Đây. Bộ này thì Vân là rất là đẹp quý vị. Bộ này Vân rất đẹp, cái hình ảnh nha. Hình ảnh thực tế Vân, bên ngoài đời cũng như vậy. Cột này. Cột này, Vân. Đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày cuối năm năm 2021. Và trong buổi sáng hôm nay thì bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám mình có hoàn thiện xong một cái bộ bàn ghế phòng khách của một khách hàng ở tại Hạ Hòa, xã Tam Sơn của huyện Cẩm Khê. Thì đây trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể bộ sản phẩm này. Thì tôi có lia qua một vài góc máy để giới thiệu qua một chút về đường nét chi tiết của bộ bàn ghế này cũng như là gửi lại khách hàng. Thì bộ bàn ghế này bao gồm có 6 món và sử dụng là chất liệu gỗ hương đá. Cái mẫu ghế này thì là cái mẫu ghế khá là mới lạ, quý vị nhìn hơi lạ mắt một chút. Đây, mẫu ghế này gọi là mẫu ghế đào tiên tay cuốn chân móc. Thì đây giới thiệu gần hơn cho quý vị thì cái trương này thì được đục trương là trương đào tiên này, thì chúng ta gọi là ghế đào tiên. Còn cái phần tay này, tay làm là tay cuốn đầu dòng thì gọi là tay cuốn, và chân đục là chân móc lên đấy, nên gọi là ghế đào tiên tay cuốn chân móc. Thì mẫu này mẫu là ghế đào, tuy nhiên này có cách điệu đi một tí một chút lạ mắt. Và toàn bộ sản phẩm chúng tôi là sử dụng là chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu Nam Phi. Đây quý vị thấy trên màn hình đây, chất liệu gỗ hương nhưng mà vân gỗ tự nhiên rất là đẹp. Mặt ván này, mặt ván vân gỗ này, vân vèo như này, vân vèo rất là tuyệt vời. Đây bên này là hình chiếc bàn, thì chiếc bàn này là ván gỗ liền tấm như là vân vũ tự nhiên. Thì bao gồm 6 món là một đoạn dài này, hai cái ngắn này, một bàn này, hai chiếc đôn. Đó, chiếc đôn kích thước là 45 x 45. Chiếc vang dài này. Cái phần vách của chúng tôi là đục tứ quý tùng trúc cúc mai, ở giữa thì là có sen co. Sen co. Đây. Bộ này thì vân là rất là đẹp quý vị. Bộ này vân rất đẹp, cái hình ảnh nha. Hình ảnh thực tế Vân, bên ngoài đời cũng như vậy. Và đã được hoàn thiện sơn BU rồi. Vân gỗ tự nhiên, rất là tuyệt vời. Ghế dài là 2m2. Cột này. Cột này, Vân. Gỗ rất là đẹp. Nục nạng. Trần tít, không có mắt mấu hay là vết gì. Đây hình ảnh tổng thể của bộ sản phẩm đây quý vị nhé. Một lần nữa tôi quay lại tổng thể, còn quý vị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở em thì có địa chỉ tại Quan Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, số điện thoại là 0987 510 806, và website là đồ gỗ tùng 8.com. Mọi người có thể truy cập vào website đồ gỗ tùng 8.com và xem thêm rất là nhiều cái sản phẩm đồ gỗ nội thất khác. Ok mọi người nhé, hiện tại đang là những ngày cuối năm năm 2020 và đây là bộ bàn ghế đào tiên tay cuốn chân móc chất liệu gỗ hương đá. Xin chào mọi người.